Xin chào mọi người, thì hôm nay em có chương trình khuyến mãi cực kỳ sốc cho mọi người nào muốn sử dụng cái sản phẩm bên em. Đó chính là mua combo mặt nạ yến collagen và saffron này. Em sẽ tặng cho mọi người một cái máy phun xương cực kỳ xinh xắn như thế này. Như mọi người thấy nè, phun lên nó sẽ làm mềm da mặt, dưỡng ẩm da mặt. Và tặng thêm cho mọi người một cái cọ đắp mặt và một cái tẩy da chết kích trắng da. Thì nạ công dụng gì? Thì da chị nào đang gặp vấn đề mụn, lỗ chân lông to, da dầu nhờn, nám tàn nhang, sử dụng ngay và liền cho em mặt nạ yến collagen. Thì còn cái saffron này thì có cái công dụng gì? Thì nhà mình á, có ai á, người lớn hoặc là mình đang có triệu chứng mất ngủ á, đêm nửa đêm rồi trằn trọc không ngủ được, thì mọi người nên uống cái này. Nó sẽ tăng cường cho mình chống lại cái triệu chứng là mất ngủ, và nó có thể trị bệnh trầm cảm cho mọi người nữa. Và công dụng của nó có rất rất là nhiều công dụng, thì hôm nay em sẽ nói rõ cho mọi người hiểu hơn. Nó có thể giúp cho mọi người làm đẹp nè, và chị em phụ nữ nào đang có dấu hiệu thay đổi nội tiết tố nè, kinh nguyệt không đều nè, dẫn đến tình trạng đau bụng mỗi khi có kinh nè, thì sử dụng ngay và liền cho em uống cái này. Đây, đây là em pha ra nè, như mọi người thấy pha ra như thế này. Mỗi ngày mọi người uống cho em tầm 2 lít là tầm 7-10 sợi như thế này, pha cho cả gia đình mình uống luôn. Thì một hộp như thế này các chị có thể sử dụng được cho em trong vòng 2 tháng. Nó có thể giúp cho ông bà chúng ta, mọi người mua cho ông bà chúng ta uống cũng được. Và đặc biệt nó có cái triệu chứng, nó có cái công dụng là ngăn ngừa rụng tóc. Chị nào sinh xong có dấu hiệu rụng tóc thì cái uống cái sản phẩm này nó có thể ngăn ngừa bệnh rụng tóc nữa. Và chị nào mà đang có bầu, đang sinh xong con xong á, thì nên uống cái sản phẩm này vì nó sẽ kích thích cái tiếng sữa ra càng nhiều nữa. Đây, hôm nay em sẽ dành tặng cho các chị yêu nào mua cái combo này của em, vừa này nạ yến là dưỡng từ trong ra ngoài này, từ ngoài vào trong này, còn cái saffron này dưỡng từ trong ra ngoài, vừa tốt cho sức khỏe vừa làm đẹp. Sản phẩm làm đẹp từ thiên nhiên an toàn. Và tặng cho các chị một cái máy phun xương như thế này, các chị có thích không ạ? Một cái máy phun xương trị giá 149k, một cái tẩy da chết kích trắng da như thế này trị giá 90k, và một cái cọ đắp mặt như thế này cho chị yêu nào nhanh tay mua cho em cái combo này nha. Cái combo này em chỉ áp dụng cho mọi người mua combo thôi, còn mọi người mua lẻ thì không có được phần quà nào hết. Thì hôm nay em sẽ có cái chương trình khuyến mãi như thế cho cái chị yêu nào. Đây, đây là nước saffron em pha ra, nó có màu vàng như thế này nè. Mọi người có thể thay thế uống bằng nước bình thường được cũng được. Và đặc biệt chị nào muốn giảm cân thì ngay và liền uống cho em cái nước này. Nó có sẽ giúp cho các chị yêu giảm cân được mà không có qua cái, không có sợ là sau khi uống là nó sẽ tăng cân lên lại, hoàn toàn từ thiên nhiên nhé các chị. Đây, đây là cái hộp của nó, rất là an toàn luôn. Các chị có thể sử dụng này, chị em 1 tuổi sử dụng được này, người già sử dụng được này. Và người già, nhà chị nào có người già bị bệnh Alzheimer đó, thì các chị nên sử dụng rung tay rung chân đó. Các chị nên sử dụng cái nước này cho ông bà cha mẹ chúng ta uống. Thì hôm nay em Thảo có chương trình khuyến mãi như thế. Chị nào nhanh tay á, đặt hàng thì để lại số điện thoại ở dưới video này cho em Thảo nha. Cái máy phun xương ấy các chị có thấy không, nó phun ra cái hơi này, mình sẽ phun lên da mặt của chúng ta nên nó sẽ tạo cho da mặt của chúng ta mềm hơn. Và đặc biệt á, khi các chị bỏ cái nước saffron này vô, nó sẽ phun lên da mặt cực kỳ thơm, cực kỳ thích luôn. Nên các chị mà bỏ lỡ qua cơ hội này sẽ cảm thấy rất rất là tiếc, vì lâu lâu em Thảo mới khuyến mãi cho các chị một lần thôi nha. Đây, thấy nha, mua một này, mua combo mọi người được 3 món quà cực kỳ thích luôn. Xin chào mọi người ạ.